Bonikini này đó là cái sữa ông chúa ấy, thì lâu nay ta nói là sữa ông chúa rất là tốt, nhưng mà ta hiểu thế nào là sữa ông chúa đấy. Thì thưa các bạn, trong cái loài ong á, trong cái tổ ong á, hay trong cái xã hội ong á, thì có ba loại ong. Một ông chúa trong một cái xã hội ong, một cái đầu ăn một tổ ong như vậy thì chỉ có một con ông chúa thôi đấy, và con này đúng là chúa của nó. Cái loại thứ hai là cái loại ong đực. Trong một tổ ong thì có khoảng 1 đến 2% tỷ lệ là ong đực, tức là khoảng 200-300 con ong đực, và nó chỉ làm nhiệm vụ là giao phối để sinh trưởng. Thứ ba là ong thợ, là cái ong chủ yếu lao động để làm ra cả cái sản phẩm, mà đó là sữa ong chúa. Thì cái con ong thợ khoảng 20 ngày tuổi nó bay ra khỏi tổ đi lấy phấn hoa về, phấn hoa về nó cùng với cái nước bọt của nó chế biến thành ra một cái nhũ dịch, nó màu trắng hơi đục, mà ta gọi là sữa ong chúa. Cái ấy rất tốt vì nó để cho con ong chúa nó ăn, và chính cái ong chúa ăn để tạo ra cả cái đẻ trứng vân vân. Và ngoài cái tốt, tại sao đấy tốt, là vì sữa ong chúa nó chứa đến một cái lượng là cả cái axit amin rất là tốt, gồm có 18 cái axit amin, và chủ yếu là cái amin cần thiết, rồi cả cái vitamin, các cái khoáng chất khác ở đấy. Vì vậy giúp cho cơ thể của chúng ta, đặc biệt là cơ thể trẻ nhỏ, có tác dụng rất tốt trong cái tăng cường sức khỏe và phòng chống bệnh tật, đặc biệt là bệnh lý về hô hấp. Chị Hồng Linh vừa rồi thì được nghe bác sĩ Hưng Củng phân tích rất là rõ về những cái một số cái bài thuốc y học cổ truyền, trong đó có thành phần là sữa ong chúa, rồi là mật ong đúng không ạ, rồi hoa cúc. Vậy thì chị có hỏi gì bác sĩ Hưng Củng ạ? Tôi xin hỏi bác sĩ một câu, đó là khi mà tôi đã từng dùng cho con cái sản phẩm Bonnie Kitty rồi, và xin bác sĩ có thể cho biết là khi dùng sản phẩm này thì có cần phải lưu ý điều gì không ạ? Cái sản phẩm Bonibudi là một cái sản phẩm vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa cung cấp kháng thể và năng lượng cho trẻ bé. Thì khi ta dùng cái sản phẩm này thì thứ nhất là ta dùng cho đúng liều. Ví dụ như trẻ dưới 3 tuổi thì ta dùng một ngày khoảng 2 đến 3 viên chia làm 2 lần. Trên 3 tuổi thì dùng từ 4 đến 6 viên chia làm 2 lần, uống xa bữa ăn ra. Đấy. Cái thứ hai là ngoài cái uống thuốc ra thì chúng ta cần phải cho cháu dùng một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, là vì đủ về chất, đủ về số lượng, và cân đối giữa glucid, lipid, protein, vitamin, nước, muối khoáng, vân vân. Cái thứ ba là luôn luôn như chị Hương nói, là quan tâm tới cái vệ sinh cho cái vùng mũi họng, nhưng mà cho nó đúng kiểu, đúng cách, chứ không 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 đơn giản hóa, và cái này cũng phải có học. Cái nữa là cũng cho cháu ở một cái môi trường nó trong lành, tức là thoáng về mùa hè nhưng mà lại ấm về mùa đông, không có ẩm, và cho cháu có những cái tập luyện thể thể dục rất là nhẹ nhàng để làm cho khí huyết của cháu nó lưu thông, giúp cho cả cái máu nó đến được cả cơ quan bộ phận, trong đấy có cái hô hấp, để nó chống lại được các yếu tố gây là bệnh lý. Vâng, chị Linh thì chắc chắn là nuôi con nhỏ thì cũng rất là quan tâm, nào là đọc sách báo này, rồi xem trên mạng đúng không ạ, và nghe những kinh nghiệm lại của ông bà rồi bố mẹ, để mà có thể có những cái bài thuốc rất là đơn giản thôi, những cái cách thức hàng ngày rất là đơn giản để mà có thể lo cho cháu khi mà cháu bị hắt hơi hoặc sổ mũi. Vậy thì hôm nay chị Linh có cái kinh nghiệm gì không ạ, chị muốn chia sẻ cùng với các bậc cha mẹ đang nuôi con nhỏ ạ? Là một người mới cũng mới nuôi con nữa, thì em nhưng mà cùng ngoài ra thì em cũng có được mẹ truyền lại cho rất nhiều kinh nghiệm, thì em có thể chia sẻ với tất cả mọi người đây. Thế là đối với bé nhà em nói riêng và với tất cả các bé nói chung, thì là buổi sáng ngày ra thì sau khi mà đánh răng rửa mặt cho cháu thì em có cho cháu uống luôn một thìa mật ong và nhỏ luôn nước mũi, em mua những cái lọ nước mũi 9 phần nghìn ấy, và nhỏ cho cháu. Và ngoài ra thì những cái khi mà cháu có cái biểu hiện chớm bị hắt hơi hoặc là sổ mũi hoặc là ho nhẹ thì em có dùng đến cái sản phẩm Bonikit đi cho cháu uống một ngày 2 lần và thấy cũng đỡ luôn. Cái Vâng, cái kinh sản nghiệm rất phẩm đơn rất giản đúng không ạ? tốt. Dạ Vâng, tức là lấy nước muối sinh lý để nhỏ mũi cho cháu, và mỗi sáng thì ăn một thìa mật ong. Thậm chí tôi nghĩ là tối cũng có thể nên cho cháu uống vâng. thêm một cái thìa mật ong nữa. Vâng. Bây giờ thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị khán giả gọi điện tới cho chương trình. Vâng, xin mời chị Lý Trường Quay kết nối câu hỏi ạ. Xin chào chương trình, tôi là Nguyễn Văn Sáu ở thành phố Hồ Chí Minh. Con tôi 3 tuổi, cháu rất hay bị ho về đêm.
Xin bác sĩ Minh Hương cho lời khuyên. Dạ, cảm ơn chương trình. Cho hay ho về đêm ạ. Vâng, nếu mà cháu của anh bị được 3 tuổi rồi mà hay ho về đêm, nếu mà những cái trường hợp mà ho về đêm kéo dài thì những cái trường hợp có thể là ho kích ứng thời tiết, có thể là hen thì cũng chưa loại trừ. Do đó là tôi nghĩ là anh nên cho cháu đến bác sĩ để kiểm tra xem là liệu cháu ho về đêm tái phát như thế liệu có phải hen hay không. Vâng, xin mời chị Lý Trung Quay tiếp tục kết nối câu hỏi chúng tôi ạ. Xin chào chương trình, tôi là Nguyễn Thị Hạnh ở Hà Nội. Tôi có một con trai, năm nay 13 tuổi, hiện cháu đang bị ho kèm theo sổ mũi. Tôi hỏi chương trình, tôi có thể cho cháu uống Bonikit đi được không? Xin cảm ơn chương trình. Xin mời bác sĩ Hưng Cùng ạ. Trường hợp của cháu của chị thì về nguyên tắc là có những cái vấn đề như vậy thì cũng phải đi đến cái thầy thuốc y khoa hoặc là tai mũi họng để kiểm tra xem cái mũi họng, cái VA, cái amidan nó có vấn đề gì không, thậm chí có thể là xem về vấn đề cái phổi vân vân. Nhưng mà nếu như ở một cái phương diện đơn giản thì ngay chỉ kể như vậy thì khả năng là có khả năng là bị cái viêm long đường hô hấp trên, chị Hương nhỉ. Vâng, và với cái viêm long đường hô hấp trên ấy không có sốt, không có những cái biểu hiện nặng hơn thì mình có thể sử dụng những cái phương pháp đơn giản ban đầu như là giữ vệ sinh cho cháu, vệ sinh cái vùng hô hấp trên, đường hô hấp trên cho cháu, mũi họng vân vân, và có thể uống những cái sản phẩm với y học cổ truyền như là cánh hoa hồng hoặc là Bonikidi cũng có thể tốt. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hưng Cùng. Vâng, rất là nhiều câu hỏi tiếp tục gọi điện đến chương trình. Xin mời chị Lý Cùng Quay kết nối câu hỏi ạ. Xin chào chương trình. Tôi tên là Cao Trung Chiến ở Hải Phòng. Cháu nội tôi nay đã 7 tuổi, nhưng cứ mỗi khi giờ rời, cháu rất hay bị sổ mũi. Vậy tôi có thể dùng Bonikit đây cho cháu được không? Xin cảm ơn chương trình. Vâng, tức là cháu có sổ mũi không thì ạ? Vậy thì có thể dùng được cái sản phẩm đó không ạ? Xin mời bác sĩ Hưng Cùng. Vâng, nếu như cháu của anh chỉ có sổ mũi không, mà không có biểu hiện sốt, tức là cái khả năng bị nhiễm trùng không có, và như vậy có thể có những cái kích ứng và có cái siêu vi khuẩn, thì theo tôi là có thể dùng được Bonikit đi. Đồng thời như chị Nga nói cũng rất hay là có thể cho buổi sáng buổi tối uống 1-2 thìa mật ong. Vì mật ong nó là cũng có tác dụng, nó kháng khuẩn, nó thay đổi cái môi trường ở vùng mũi họng, cũng góp phần giảm tải, giảm được cái nguy cơ bệnh lý ở đường hô hấp trên. Vâng, những cái mẹo này rất là đơn giản. Vâng, vâng, xin mời chị Lý tiếp tục kết nối câu hỏi ạ. Xin chào chương trình, tôi là Lan Anh ở Hà Nội. Xin bác sĩ cho biết cháu năm nay 23 tuổi, cháu cũng rất hay bị sổ mũi. Vậy cháu có thể dùng Bonikit đi không? Xin cảm ơn chương trình. Thế là đối tượng này cũng lớn rồi đấy ạ, tức là 23 tuổi. Vâng. 23 tuổi, thế như vậy là không phải, không gọi là cháu nữa vâng. Theo tôi thì cũng phải nên đi kiểm tra lại. Bởi vì ở cái tuổi này thì cần phải xem là nó còn liên quan tới các cái bộ phận khác chứ nhỉ. Hoặc là có những cái, và nếu như không có vấn đề gì thì có thể như chị Hương nói, nó là một cái viêm mũi do dị ứng. Ví dụ dị ứng vẻ là có cái người ở cái mùa hoa xoan rơi là cũng thể dị ứng, có người do cái bông ở cái chân bông cũng gây dị ứng. Thì ta ngoài những cái phương pháp khác mà bạn có thể dùng thì cũng có thể uống Bonikidi cũng được, không sao, là vì nó để tăng cường cái sức chống đỡ ở cái vùng hô hấp và có thể thay đổi cái môi trường ở đấy, làm cho cái dị nguyên và nó cái tác động nó cũng giảm đi. Vâng, tôi cho rằng rất là đúng thôi. Bác sĩ Minh Hương cũng như là bác sĩ Hưng Cùng nói là bất kể khi chúng ta có những triệu chứng gì thì tốt nhất là chúng ta nên đưa trẻ đi khám. Như vậy sau đó chúng ta hãy quyết định là theo cái sự chỉ dẫn của bác sĩ là chúng ta điều trị như thế nào. Vâng, qua 30 phút được tìm hiểu về những bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp ở trẻ em, chúng tôi hy vọng rằng là các bậc cha mẹ đang nuôi con nhỏ, chúng ta đã có thêm những kiến thức rất là bổ ích để chúng ta có thể áp dụng hàng ngày khi mà chăm sóc cho con mình. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, quý vị và các bạn có thể gọi tới số điện thoại sau đây để được tư vấn: 0473060070 hoặc 0437342904, 0984464844. Tôi xin nhắc lại: 0473060070 hoặc 0437342904, 0984464844. Cảm ơn tiến sĩ Minh Hương, cảm ơn bác sĩ Hưng Cùng cũng như là chị Linh đã tham gia chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi những lời khuyên để phòng tránh những bệnh lý nhiễm khuẩn đường hô hấp ở trẻ em. Để phòng bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em, cần tiến hành các biện pháp phòng bệnh sau. Bảo đảm cho trẻ được bú mẹ sau khi đẻ càng sớm càng tốt. Giữ ấm cho trẻ về mùa đông và khi thay đổi thời tiết.
tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ đúng lịch. Vệ sinh cá nhân và môi trường sạch sẽ, nhà cửa thoáng mát, không khí trong lành. Không nên đun bếp, hút thuốc lá trong phòng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh, đặc biệt các dấu hiệu nặng để điều trị kịp thời.